Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì chủ đề video ngày hôm nay là phân tích con Gwin UR, một trong những tướng hệ gác đấu bút tốc thế hệ mới bên Silver Chung. Sau bao nhiêu năm, gọi là bao nhiêu năm mà toàn là chơi bút đấu hệ vũ trang không, thì cuối cùng cũng có một con bút tốc hệ gác đấu, gọi là bút tốc thế hệ mới nhưng không phải là vũ trang nữa. Thì con Gwin này nó sẽ ra mắt vào đầu tháng 3 ở bên Silver Chung, chính thức ở mấy chỗ chính thức bên Silver Chung. Thì hôm nay là ngày 29 thì đã có những người làm content về con game quanh bên main này. Thì Silver Chung nè, Silver C nè thì đã có về phân tích kỹ năng nè, rồi có cả video PvP luôn. Thì trong video này thì tôi chỉ phân tích về kỹ năng của con Gwin như thế nào, còn để về chi tiết thì cũng có tầm ngày năm sau khi mình test trong quyết đấu cân bằng, gọi là live class bên Silver C hoặc là cái PvP tính năng online theo mấy anh em hiểu là ở bên Silver Việt Nam, thì mình sẽ test trong kỹ năng ở trong quyết đấu cân bằng, ngoài ra là mình test trong chiến khu ở ngày thứ ba, tại vì con Gwin này nó sẽ ra mắt vào chúng thứ sáu, thì cho nên là mình sẽ có tổng hợp ở hai nội dung. Và cái nguồn video nhiều mình phân tích kỹ năng con Gwin nó sẽ tương tác với đội hình nào, nó sẽ có vai trò gì trong meta và nó kết hợp từ con nào với con nào. Ok, thì trong video này mình chỉ nói cơ bản về kỹ năng thôi. Rồi, ok, đi vào chủ đề chính thôi. Đầu tiên là kỹ năng của con Gwin thì đánh liên tiếp 5 đòn vào toàn bộ mục tiêu, gây sát thương bằng 450% tấn công. Cái đòn cuối cùng thì nó sẽ gây cái sụp đổ chuyên dụng. Và cái sụp đổ chuyên dụng này thì bạn đã có khái niệm từ con Samurai UR trước rồi, thì nó vẫn là cho mục tiêu gần như là y chang là con Samurai UR, vẫn là giảm 12% miễn thương và cái sát thương ghi thêm là nó sẽ là 180% và nó cộng dồn là tối đa 3 lần. Nhưng nó có điểm mới trong phần siêu tuyệt kỹ thì nó sẽ có 100% xác suất trón mục tiêu bị tấn công trong vòng một hiệp. Thì trón mục tiêu ở đây là cái mục tiêu mà con Gwin nó target ngay từ lúc đầu, là cái mục tiêu mà bạn nếu như bị đánh thường, bạn target vào con nào thì bạn nó sẽ đánh vào con đó. Rồi tiếp theo nữa thì có siêu tuyệt kỹ thì sát thương của con Gwin này nó sẽ lên từ 450% lên 600%, tỷ lệ giảm nó sẽ là từ 12 lên 15% và cái sát thương nó sẽ là từ 180% lên 230%, và ngoài ra thì cái chón của nó sẽ là chón toàn bộ mục tiêu trong cùng một hàng dọc và duy trì trong vòng một lượt và tối đa là 4 mục tiêu bị chón. Thì nó giống như ở Silver Việt Nam mình, thì đáng ra ở Silver Việt Nam mình á, là cái này nó sẽ phải cập nhật nha. Cái chỗ mà chón tối đa 4 con này ở bên Silver Chung nó cập nhật rất là lâu rồi. Còn ở bên Silver Việt Nam là hình như là chỉ mới để trong con 10k thôi. Và mấy con thế hệ cũ, mấy con chón thế hệ cũ hình như là chưa cập nhật. Sau này không biết là có cập nhật hay là không. Thì mình nghĩ là ở sau này những con mới á, mấy con nào mà có hiệu ứng chón á, thì gần như là sau này nó sẽ cập nhật cái dòng này hết. Là chỉ chón tối đa 4 mục tiêu thôi. Còn về câm lặng hay là thứ gì khác thì không biết sau này nó ra thế hệ mới câm lặng chuyên dụng thì nó có tối đa 4 con hay là không, hay là nó giống như con Giro. Ok, đó là về chi tiết, về kỹ năng, về gọi là về kỹ năng kèm theo siêu tuyệt kỹ của con Gwin UR. Rồi tiếp tục là về bị động, thì bị động là nhận 55% né. Sau khi mà bất kỳ nhân vật hành động thì nó sẽ gây sát thương bằng 500% tấn công. Thì kẻ địch này đang khi là 500% tấn công cho kẻ địch khi đang ở trạng thái sụp đổ. Thì cái này kết hợp tối đa 2 lần. Và cái phần sát thương này thì tôi chưa biết nha, là nó thuộc dạng kích nổ hay là thuộc dạng kích nổ hay là như thế nào. Ví dụ như con Samurai UR á, thì con Samurai UR nó sẽ bị cái ở phần thức tỉnh á, nó sẽ chém nó cộng dồn liên tục, hoặc là có con King UR nó follow up nó chém lên thì nó sẽ nổ một sát thương thêm. Mấy anh em coi chú ý là nó sẽ gây thêm phần sát thương. Thì đối với con Gwin UR này á, thì tôi không biết là nó sẽ là dạng kích nổ như thế nào. Là tới phiên cái địch hành động thì sau khi cái địch hành động là nổ sát thương luôn, nó giống như cái dạng như con bi vàng hoặc là con Sam thường ngày xưa sụp đổ thường á, mấy anh em bắn cái sụp đổ vô thì nó sẽ nổ sát thương lên. Còn con Gwin UR này thì những cái địch mà đang bị cái sụp đổ chuyên dụng này thì sau khi mà nó hành động thì nó nổ sát thương này dưới dạng sát thương chuẩn hay là nó chuyên kích hay là tôi đã không biết. Thì tại vì sao cái chỗ này á, tôi không giải thích rõ được, tại vì khi mà tôi coi bên Silver Chung, tôi coi trong bản dịch á, thì tôi không hề thấy cái chỗ nào ghi là chi kích hay thì gì đó hết. Tại vì còn mà lúc mà tôi coi video á, là có hai cái video mà của cái ông bên Silver Chung mà ông làm bên Silver Test á, thì ông Test á toàn là ông để đồ hình của ông quá mạnh, ông chơi đồ hình chính luôn thì con chạy vô nó gõ hết rồi. Con Gwin này nó vừa mới bút tốt, gần như là vừa mới bút tóc xong là bên kia là chết hết mẹ nó rồi, không còn cái gì để mà coi hết á. Thì khi nào mà đợi con Gwin chính thức, con Gwin này ra mắt chính thức đi, thì mình sẽ vô server mình test thử là cái nổ sát thương này là sau khi cái địch hành động hay là sao, thì mình phải coi chuẩn được. Rồi ok ha, thì cái này đợi chính thức ra thì mình test ở phần bị động. Rồi tiếp theo là khi mà lên 5 sao vàng á, thì nó sẽ kích hoạt từ 2 lần lên 3 lần. Và 5 sao tím á, thì nó sẽ là sát thương nó sẽ lên từ 500 lên 650 và nó tăng cái né này lên 60%. Rồi ok, đó là về kỹ năng bị động của con Gwin UR này. Về khi mà tôi đánh giá kỹ năng bị động á, thì gần như á, là bây giờ mấy con tướng ra sau này nó chỉ chọn có một trong hai thôi. Tôi không biết là sau này nó có mới hay không.
Chắc chắn còn thêm một cái nữa, tôi nói là một trong hai hơi kỳ. Một là kháng non-red, như gọi là giảm đam, giảm sát thương không chí mạng, hoặc là tăng né thôi. Và cái thứ ba nữa là tăng số lần bất khuất thường, gọi là bất khuất tăng cường, đúng không? Có ba cái, một là tăng né, hai là kháng chấn thương không chí mạng, cái thứ ba nữa là tăng bất khuất tăng cường. Thì có ba cái thì tôi không biết sau này nó có ra mới hay không, chứ hiện tại thì khi ra các con tướng UR ở thì hiện tại nhiều con á, là nó cứ lặp đi lặp lại cái nội tại này rất là nhiều và gần như nó bị chán. Ví dụ như nếu như mà ra thì ra ví dụ như hồi sinh luôn đi, ra hồi sinh chết đi rồi sống dậy hồi sinh luôn đi, nó giống như con Sam, hoặc là thứ gì đó để phần bị động cho nó mới một chút xíu. Gần như là cái bị động này lặp đi lặp lại khá nhiều ở một số con UR rồi và gần như nó bị chán luôn á mấy anh em. Rồi ok ha. Về phần thức tỉnh thì phần thức tỉnh là nhận tăng tốc chuyên biệt ngay từ đầu, là tăng 28% tốc độ của bản thân. Nếu tốc độ mục tiêu chính hơn thấp hơn bạn thì sẽ gây thêm sát thương bằng 500% sức tấn công của mục tiêu. Thì khi mà ở đánh giá phần kỹ năng này nha, thì con Gwin UR này á, là về phần búa tóc của nó giống y chang như con Sudic, chả khác gì nha. Khi mà tôi làm cái nội dung này, tôi không biết là tôi nói nãy giờ giống con này giống con kia, tôi không biết là mấy bạn có buồn hay không, nhưng mà về kỹ năng nó giống thiệt, nó chỉ thay đổi một số thứ thôi. Mới thì nó có mới hơn thế nào về cái khúc đầu, như về cái dòng đầu tiên nó giống y chang như con Sonic. Cái dòng mới thứ hai của nó là bắt đầu hiệp đấu là tốc độ đồng đội cùng hàng sẽ được tăng lên cùng hàng với con Gwin thì nó sẽ tăng lên 92%. Thì nếu tốc độ bản thân đồng đội cao hơn tốc độ sau khi tăng thì nó sẽ không thay đổi. Thì cái dòng này khi mà mấy anh em đọc á, nhìn nó rất là mới đúng không, nhưng không, cái skill này mấy anh em là một skill mấy anh em chơi nhiều nhất luôn, và hiện tại kể cả ở Silver Việt Nam mấy anh em chơi Silver mới luôn, hoặc là mới chơi mấy anh em chơi rất nhiều, là cái dòng này nó có trên con nào, là nó có trên con Sonic V2. Là có nghĩa là khi mà bạn đặt con Gwin này vào đội hình thì nó đã boost tóc rồi, không cần phải chờ hành động như những con boost tóc khác, ví dụ như là Flashy Flash hoặc là Jumpman, thì nó sẽ khắc chế cái phần mà điểm yếu của những con tướng này khi bị ăn khống chế hoặc là bị cô lập, hoặc là bị con phượng cô lập, hoặc là bị con buri nó mê hoặc, thì nó sẽ khắc chế được cái phần đó. Rồi cái thứ ba nữa là khi bắt đầu trận đấu thì bên ta sẽ được cộng thêm 2 điểm năng lượng giống như con Zombie Man và kéo dài trong vòng 3 hiệp. Ngoài ra thì trong phần thức tỉnh của con Gwin có một dòng đáng rất là lưu ý cực kỳ, là gần như nó khắc chế con Zombie Man rất là nhiều, và con Flashy Flash nữa, là nó sẽ khắc chế cái hoảng loạn và suy giảm năng lượng, còn nói chung là khắc chế cái trừ năng lượng đó, trừ năng lượng hoặc là xóa năng lượng của con Flashy Flash hoặc là con Sonic UR. Rồi ok, thì về cái skill thức tỉnh của con Gwin này ở thức tỉnh 1 nó sẽ là cơ bản như vậy. Khi mà lên thức tỉnh 2 thì tốc độ của bản thân nó sẽ là 28 lên 32%, tốc độ đồng minh từ 92 lên 96, và năng lượng sẽ là từ 2 lên 3, và bản thân của con Gwin sẽ miễn nhiễm chó. Rồi về tôi đánh giá cái thức tỉnh này nha, gần như khi mà cái thời đại của con Sonic UR, tôi nghĩ là chỉ là con Sonic thôi, nhưng mà không ngờ là con Gwin UR này nó cũng làm áp dụng y chang như con Sonic. Về cái thức tỉnh, về cái cách nâng thức tỉnh này, tại vì ngày xưa ví dụ như những con tướng khác thì cái phần tốc độ nó sẽ kéo theo đồng minh, nó nằm ở trong bị động nè, trong phần suy tư kỹ. Nhưng mà từ thế hệ UR trở đi, bắt đầu thời điểm con Sonic, khi mà cuộc chiến đu tốc thì nó nằm gần như toàn bộ là nó nằm ở phần thức tỉnh. Nếu như bạn là một người chơi đu tốc, 100% chắc chắn bạn phải lấy Awaken 2. Tại vì Awaken 2 nó sẽ gia tăng cho tốc độ bản thân cái con tướng bút tóc, và gia tăng tốc độ cho đồng minh cùng hàng, nó sẽ rất là mạnh. Và khi mà những con bút tóc thế hệ sau này thì nó bị áp lực như thế này, vậy cái việc mà người chơi nông dân hoặc là người chơi không nạp có quyết định có nên chọn con tướng bút tóc hay không. Tại vì thường những con tướng bút tóc chỉ để chuyên một cái duy nhất là đi chuyên PvP thôi. Đấy, cho nên rất là khó về cái phần mà đánh như thế này. Ví dụ như ở phân khúc tầm trung hoặc là phân khúc nạp là vậy, như tầm trung đó, thì nó sẽ rất là khó khi mà việc chọn một con tướng búa tóc có nên là Awaken 2 hay không. Tại vì về việc mà trên là tốc độ 4%, thì 4% nó rất là lớn đối với 4% tốc độ gốc của con tướng luôn, nó sẽ rất là lớn so với việc mà bạn, ví dụ như bạn build về thể tính năng chiến thuật nè, rồi tính năng chiến thuật này, đôi giày tóc cộng 20 nè, rồi nhiều thứ khác. Thì về phần cốt tướng thôi, là ví dụ như đi đánh quyết đấu cân bằng, tôi là một người chơi đánh quyết đấu cân bằng nha, khi mà tôi nhìn vô cái này tôi rất là mệt thiệt. Tại vì sao? Tại vì vô cái đấu cân bằng nó không tính đồ, nó không tính chỉ số, nó tính về cốt tướng. Thì khi mà cốt tướng nó như thế này, việc bạn trên lệch 4% tốc độ rất khó để bù đắp.
về cái số phần trăm tốc độ đó khi mà bạn có ngập, kể cả bạn có ngập đi chăng nữa. Rồi ok, thì cái phân tích tỉnh thì tôi thấy là khi mà nhà phát hành ra như thế này, gần như sau này ép người chơi là toàn bộ những con tướng thế hệ bút tốc về sau, thì đa số cái bút tốc nó sẽ nằm chính, nhanh gần như nằm chính ở phần thức tỉnh là chủ yếu. Rồi ok, đó là đánh giá về phần thức tỉnh của tôi, về siêu tuyệt kỹ nè, về thức tỉnh nè, về kỹ năng, về bị động nữa. Ok, đó là về phần kỹ năng. Tiếp theo nữa thì ở phần cuối trong video này để đánh giá kỹ năng ha. Đầu tiên là nó sẽ phù hợp với meta. Cái thứ hai nữa là kỹ năng nó đẹp. Cái thứ ba là bút tóc ghét đấu thề mới sau bao nhiêu đời vũ trang, thì tôi cũng đã có giải thích trong phần video. Và tôi nói là nó sẽ giải quyết vấn đề gì. Đầu tiên là ở meta ở thời điểm hiện tại, khi mà con Samurai UR nó ra mắt á, nó đang bị một vấn đề rất là mệt. Mệt ở chỗ nào là bạn phải chơi 3 vũ trang và bạn thấy rồi, mấy tuần chung kết chiến khu liên tiếp có mặt Sam trong đội hình, gần như là phải đi 3 vũ trang là con chày, con Sonic và con Samurai UR. Và gần như lối chơi bút tóc là chắc chắn không bao giờ bị out meta. Cho nên bạn đi 3 vũ trang nó sẽ bị thọc chiến rất là nhiều. Và khi mà bạn xây dựng đội hình là 3 con tướng đó là nó phải chuyển về tính năng chiến thuật. Rồi ok, cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa, khi mà con Gwyn ra mắt này, nó sẽ cân bằng lại cái việc con Sonic là cân bằng lại các hệ trong đội hình, là ví dụ như là giảm 3 vũ trang thành 2 vũ trang thôi và một con ghét đấu trong đội hình. Ngồi ra con Gwyn này nó sẽ bút tóc thế hệ mới nữa, nhưng mà tôi thấy hơi lấn cấn. Đáng ra là phải nên ra bút tóc anh hùng thì nó sẽ cân bằng hơn, thay vì ra bút tóc bên quái nhân ở trong thời điểm meta UR. Nhưng mà cái này tôi thấy bình thường, tại vì trong cái đời SR cộng có hai con SR cộng liên tiếp mà hệ bút tóc là con Flash, Flash nó cũng anh hùng, con Zombie Man nó cũng anh hùng, cho nên tôi thấy bình thường. Và trước đó cũng là con King UR, cho nên tôi thấy bình thường, không sao hết. Thì khi mà ra con Gwyn UR này, về kỹ năng của nó có một cái rất là nhà phát hành, tôi thấy nhà phát hành rất là hay, là khi mà có những con tướng mới ra mà bạn nó bị out meta nặng quá và những con tướng cũ nó bị lỗi, ví dụ như là meta của con Zombie Man SR cộng là con tướng bút tóc với lại con Phượng SR cộng, thì gần như những con tướng UR nó sẽ đánh rất nhiều vào SR cộng. Thì khi mà ra con Gwyn này, nó đánh thẳng trực tiếp vào con Zombie Man. Tôi nói là đánh thẳng trực tiếp vì sao? Tại vì lối chơi của Zombie Man nó đang rất là hot ở bên server chung. Tại vì mấy anh em thấy gần như là trận nào chung kết người ta sử dụng con Zombie Man rất là nhiều. Thì vì con Zombie Man nó có một cái là nó có một cái hồi sinh nha, mà khi nó hồi sinh là nó sống dậy, nó không bị hưởng chón nè, kể cả gần như là không bỏ đồ cho Zombie Man, chỉ để đồ cơ bản, bút tóc cơ bản thôi, để cho nó chết. Và khi mà nó bị chón thì nó chết lên qua tên sau, nó sẽ sống dậy, nó bút tóc cho đồng minh, nó không bị cô lập nè, nó không bị mê hoặc nè, nó không bị chón nè. Thì con Zombie Man nó sẽ kéo tốc độ đồng minh qua lượt sau, so với con Sonic nó bị chón, nó bị khống chế hoặc là nó bị mê hoặc. Thì con Zombie Man nó sẽ, thứ nhất là về việc bút tóc và nó không bị chết. Cái thứ hai nữa là nó sẽ không tốn cái lượt hồi sinh của con Phượng SR cộng cho cái lượt hồi sinh của con Sonic UR, nếu như bạn chơi Sonic thay vì bạn chơi Zombie Man. Thì con Zombie Man nó rất là lỗi khi mà hai cái cặp Phượng và Zombie Man đi chung với nhau, thì nhà phát hành thấy là trong meta UR hai con này nó chơi quá lâu rồi và tự nhiên nó tướng cũ, thì cũng giống như Liên Minh Điện Thoại, thì nhà phát hành bố khắc chế này luôn, là ra con Gwyn UR là chỉ cần con Gwyn này trong phần bị động, đâu lộn, trong phần thức tỉnh, thì chỉ cần đặt con Gwyn UR này vào đội hình thôi thì nó đã bút tóc rồi nha. Kể cả nó chết đi chăng nữa thì đồng cái gia tăng tốc độ của đồng minh đi thì nó giống như con Sonic V2 mấy niệm đang chơi. Rồi ok ha, đó là về phần kỹ năng của con Gwyn tổng hợp, từ về phần bị động nè, thức tỉnh nè và kỹ năng. Thì kỹ năng con Gwyn này gần như là đánh vào những con SR cộng khá là nhiều. Thì trong tương lai tôi không biết là con nào sẽ dẹp con Phượng. Và có một cái mà tôi đang lo lắng, mọi người biết tôi đang lo lắng là gì không? Cái việc ra con Gwyn UR này nó cũng giống như câu chuyện muôn thuở những con UR khác, là nó không can thiệp vào lối chơi hoặc là nó khắc chế những con UR còn lại nha, nó không khắc chế những con UR còn lại. Đặc biệt ví dụ như là mấy bạn kêu nó khắc chế Sonic mà anh, đúng là nó miễn nhiễm với lại trừ năng lượng hay thứ gì đó, nhưng mà con Gwyn này đâu có trừ năng lượng, con Gwyn này đâu có trừ năng lượng đâu, con Gwyn này nó vẫn là cộng thêm năng lượng cho mấy em đánh. Vậy khi mà đối đầu với con Sonic thì ok, nó khắc chế về khả năng trừ năng lượng của con Sonic thôi, là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa, tóc cao hơn thì đương nhiên rồi, những con bút tóc nó, khi mà nó ra sau nó đều có tóc cao hơn những con trước hết á. Nhưng mà về khi mà đối đầu, khi mà tôi thấy về cái việc mà con Gwyn này nó không can thiệp vào những con UR cũ, cho nên là về skill của nó rất là cơ bản. Thì nó rất là cơ bản, nó chỉ là một con tướng bút tóc mới kèm hiệu ứng khống chế, và nó gần như đánh vào những SR cộng thôi,
đánh gần như trực tiếp vào những con thế hệ cộng và đánh nhiều những cái meta cũ để cho người chơi vận hành cái meta UR và vận hành những con tướng UR trong meta nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà khi tôi coi lại, tôi coi đi BB mấy anh em coi cái trận của ông bên Trung Quốc á, ông làm về khi mà ông quay con Gwin này, mọi người coi con Gwin này nó vô nó bút tóc đứng một lượt đầu thôi và cái con nó quýnh nhiều nhất á vẫn là con nào, con King UR, là cái hàng con King UR với lại con Buri Buri. Thiệt, mọi người coi video đi, coi mà khi mà mọi người coi video đi, mọi người thấy con Gwin nó làm gì chưa? Tôi chả thấy sát thương của con Gwin đâu ra. Cái này không phải là chê nha, mà tôi coi video thì khi mà mấy anh em coi video á thì con Buri Buri nó vẫn lỗi khi mà nó kẹp chung với lại con King UR và con chày nó cũng vậy. Hoặc là mấy anh em có thể kẹp con Sam với lại con Buri Buri với lại con King UR, gần như là cái kẹp, gần như là cái slot mà chơi ngon nhất ở thời điểm hiện tại vẫn là con Buri Buri đứng chung với lại hàng con King UR. Thì cho nên cái việc mà ra con Gwin này nó chả ảnh hưởng tới những con UR nào trong meta, cùng lắm nó khắc chế con Sonic một phần thôi. Ok, bút tóc thế hệ mới và nó thay đổi trong meta là ba vũ trang. Chứ còn khi mà chơi ở thời điểm hiện tại vô mà cái việc con Buri Buri nó quá lộng hành, nên nó quá lộng hành. Khi mà ra con Gwin UR này á, mọi người dịch skill nó là là nó có skill tàn hình miễn nhiễm gì cho cả đội hay thứ gì đây, tàn hình cả đội rồi không bị target thì không bị mê hoặc, thì đó tôi rất là mừng. Tại vì tôi nghĩ là nó sẽ cho con Phượng với lại cho con Buri Buri đi ra bụi, nhưng mà tôi thấy nó bị ôm bình thường à, nó bị ôm bị chó bình thường à. Về kể cả con Gwin này nó có chó thêm đi chăng nữa thì thực sự nó không cần thiết, tại vì sao, con Buri đã đáp ứng đủ hết rồi. Nhiệt con Buri một mình, con Buri nó ôm á, nó ôm follow hai lần thì nó cũng chón xong rồi, mà đã vậy là đang meta anh hùng nữa thì đòn của đầu nó nằm hết bên anh hùng, thì cái việc chón nè, khống chế nè, kể cả hàng trước và hàng sau thì một mình con Buri đã lo hết rồi. Vậy con Gwin UR này nếu mà đã đặt lên bàn cân thì nó có xứng đáng so với con Buri Buri ở vị trí gác đấu hay là không, nếu mà không đặt trong vị trí bút tóc. Rồi ok, thì đó là những cái nhận định về những cái đánh giá của tôi về con Gwin UR. Thì nó là sẽ là tướng mới, thì khi mà chơi trong meta về ngoại hình con Gwin UR thì không nói nha, quá đẹp. Về ngoại hình nè, kỹ năng nè, hiệu ứng nè, âm thanh thì không có gì để chơi rồi. Thì vô meta thì coi thử con Gwin này, UR này nó sẽ vận hành như thế nào trong thời gian đầu. Nó cũng giống như mình phân tích những con khác là chày nè, Sam nè, Bơm nè, King UR, hoặc là những con tướng trong meta UR thì gần như là nó không đụng chạm với nhau nhiều. Thì sẽ xây dựng một cái đội hình, một cái meta nó xuyên suốt trong quá trình. Bây giờ là ra con thứ hình như là thứ 9 hay thứ 10 vậy rồi. Thì trong meta nó chưa ảnh hưởng gì, tôi mong là ra hai con nữa nó tròn, nó gần như là tròn 12, tròn 1 năm nha. Tròn 1 năm là 12 con sẽ ra mắt, nó không ảnh hưởng gì tới nhau. Và khi mà nó ra đủ 12 con rồi thì ở server Việt Nam sẽ chốt meta một cách rất là dễ dàng hơn. Khi mà vận hành ở Việt Nam sắp tới là tháng 4 nó sẽ chuẩn bị ra UR là con Tatsumaki, là con đầu tiên nha, là chỉ là dự đoán thôi, nó sẽ ra con Tatsumaki. Thì bên server Việt Nam sẽ có một cái nhìn cụ thể về định hướng, định hình meta trong tương lai. Rồi ok, còn con Gwin này chừng nào nó về server Việt Nam thì mình phân tích sâu hơn. Còn khi mà mình coi, mình người xem mình đánh giá là để cho người chơi bên server chung hoặc là người chơi gần nhất ở bên server C thì họ chơi, họ cảm nhận, mình chỉ xem và mình tìm hiểu cái cách họ vận hành như thế nào. Và khi mà về server Việt Nam mình sẽ áp dụng cái đó và mình nhìn nhận nó sẽ theo một nhiều chiều hướng khác nhau. Nó đa cái cách nhìn hơn và nó phù hợp với meta ở server Việt Nam hơn. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người một ngày mới tốt lành.